Tàu Hải quân Hoa Kỳ giải cứu gần 300 người ở Địa Trung Hải, tin từ Hoa Kỳ. Mới đây, hai chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ đã giải cứu cho 282 người trên biển Địa Trung Hải sau khi phát hiện một trong số những con tàu của họ sắp bị chìm. Theo đại diện của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, 5 trong số những người được giải cứu đã được đưa tới một bệnh viện ở Manta để cấp cứu. Trong khi đó, 277 người còn lại đã được chuyển sang một tàu tuần tra ngoài khơi của quân đội Malta. Tàu tấn công đổ bộ USS Barton và tàu khu trục USS Elrod đã nhận được một cuộc gọi vào hôm thứ Sáu từ một máy bay tuần tra của quân đội Ý sau khi họ phát hiện một con tàu bị chìm và 5 con tàu khác ở khu vực lân cận. Tàu Barton đã cho cất cánh hai chiếc trực thăng tới hiện trường, nơi họ cử thợ lặn xuống nước để giải cứu cho các nạn nhân đắm tàu. Tàu khu trục Elrod đã cử theo hai chiếc tàu nhỏ để hỗ trợ giải cứu. Đã có tổng cộng 282 người được đưa lên tàu Barton. Hải quân Hoa Kỳ đã đăng tải video ghi lại quá trình giải cứu lên YouTube. Theo thông tin cho biết, những người gặp nạn nói trên là người di cư châu Phi và họ trông rất mệt mỏi khi được đưa lên tàu Hoa Kỳ. Theo đoạn video nói trên cho thấy, tàu Barton đã cung cấp cho những người bị nạn thức ăn, nước uống, thuốc men và cả chăn để ngủ. Quân đội Hoa Kỳ hiện vẫn chưa cung cấp thêm thông tin về những người bị nạn và hành trình của họ. Tuy nhiên, khu vực miền Nam nước Ý thường là một cửa ngõ để người tị nạn châu Phi tìm cách tiến vào các quốc gia châu Âu. Những người nhập cư thường chen chúc quá đông trên các con tàu có trang bị nghèo nàn, đôi khi dẫn tới tình trạng đắm tàu gây chết người. Hồi tháng 10 năm ngoái, một vụ đắm tàu ở Lampedusa với cái chết của hơn 300 người di cư từ châu Phi đã trở thành một cú sốc đối với nước Ý và cả thế giới. Sự cố này khiến thế giới kêu gọi các nhà lập pháp châu Âu xem xét lại chính sách nhập cư của họ.